Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì chương trình Dân ta phải biết luật ta thì sẽ gửi đến quý vị và các bạn một cái tội mới nhưng mà không mới. Vì sao tôi nói mới nhưng mà không mới? Thì tôi sẽ nói về cái tội là cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Mới vì trước đây nó là một cái tội vẫn là điều luật đó, nhưng cái tội quy định ở điều 105 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Hôm nay thì nó là 135 của luật Hình sự năm 2015 đã vừa mới có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn thì mấy hôm nay thì trên phương tiện thông tin đại chúng có cái vụ xử của bị cáo tên là Đinh La Thăng và bị cáo Trịnh Xuân Thăng. Thưa quý vị và các bạn thì tôi thấy có một cái thông tin đa chiều khác nhau. Người thì bảo cái việc cần một bị cáo như vậy là nó cảm thấy là nó dâng trào một cái cảm xúc khó tả. Người thì bảo là như vậy là xứng đáng với hành vi phạm tội. Đứng ở góc độ là luật sư thì tôi cho là như thế này. Thứ nhất là chúng ta phải thừa nhận rằng nếu bị cáo nào đó đã bị vi phạm một cái tội mà có cái kết luận điều tra, có một cái truy tố của Viện Kiểm sát bằng một cái cáo trạng, mà đặc biệt là có quyết định đưa vụ án ra xét xử của tòa trở thành bị cáo đó, thì công nhân này sẽ giống nhau. Khi dẫn giải thì phải có cái cầm để công an dễ quản lý, và khi xét xử thì sẽ tháo cái cầm ra, vì theo cái này là theo quy định của luật rồi. Thì nhân đây thì tôi cũng có một cái thông điệp trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta gửi đến quý vị và các bạn. Cái việc mà cầm bị cáo, dẫn giải bị cáo đi xét xử, để đó là những cái quy định trong luật. Còn một cái điểm mới nữa mà tôi thấy rất là hay và nó đi theo cái trào lưu tiến bộ hình sự của cả thế giới, đó là một cái hình thức là bỏ hẳn cái vành móng ngựa. Và ngày 25 tháng 1 này thì tôi cũng có một cái bào chữa một cái vụ án hình sự, thì chắc chắn là nó sẽ làm cho cái con người nhân văn lên. Vì quy định là suy đoán vô tội, nếu chưa có một cái phán quyết của tòa án thì bất kỳ một cái bị cáo nào được xem là vô tội, nguyên tắc suy đoán vô tội của quý vị và các bạn. Thì theo quy định của ngài Bộ luật Hình sự có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì tôi nói là như vậy. Trở lại vấn đề của mình, hôm nay tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn điều 135 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cái điều luật này quy định là cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Thưa quý vị và các bạn, trong này nó có hai vế. Thứ nhất là cố ý gây thương tích. Thưa quý vị và các bạn, nếu như những cái loạt video trước thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn thế nào là cố ý gây thương tích, thì hôm nay tôi sẽ mạnh dạn nói cho quý vị có một cái điều luật quy định rõ rằng cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì theo cái quy định này thì để mà chuyển tải đến một cái điều luật thì tôi sẽ đưa ra những cái ví dụ để quý vị và các bạn dễ tiện theo dõi. Trước đây thì chúng ta trên coi phương tiện thông tin đại chúng thì có một cái người con họ đã giết cha mình, vì vấn đề là ở chỗ là người cha đã bạo lực mẹ của mình, và cái việc bạo lực này nó xuất hiện trong một thời gian dài. Và khi mà xuất hiện cái tồn xúc bị kích động đó, thấy ba đánh mẹ không làm gì được vì mình làm con, và một ngày một bữa nhiều ngày,
Và đến một lúc nào đó thì đứa con này nó không chịu được cái hành vi ba đã nhậu xỉn rồi, ba về ba lại đánh mẹ, ngược đãi mẹ, cho nên em nó có dùng cái hung khí để đánh cha. Và các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã đưa những cái viện dẫn vào rằng em nó bị dồn nén tâm lý. Lỗi đó, lỗi do nạn nhân, do bị cáo gây ra cho chính người đó, cho chính thân thích của người đó. Bị cáo, người bị hại đã sử dụng đánh mẹ của mình, và vì không kiềm chế được, bị ức chế, bị kích động, không thể kiểm soát được. Và cái việc kích động này có thể là trong nhất thời, cũng có thể là kéo dài. Cho nên em đã có một cái hành vi là dùng hung khí để giết chết cha. Và cái hành vi đó nếu như bình thường em không dám làm. Nếu như trong trường hợp em là một người ở ngoài đường, em không làm được. Nhưng vì sao? Vì do cái hành vi mà ba em đã đánh mẹ em. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ thứ hai, đó là kích động mạnh. Thì tôi có một cái vụ kiện nó như thế này. Ông đứa con mâu thuẫn với người hàng xóm. Thì khi mà đứa con chạy về nhà thì ông bố ông đã có cái việc là ông đóng cửa rào lại. Thì cái vòng rào nó cao lắm quý vị. Tôi cho nó rằng nó cao khoảng hơn 2 mét. Và phía trên cái hàng rào đó nó có những cái miếng chai đó, chủ yếu là để chống trộm. Nhưng cái hành vi đó, cái người thanh niên trong cái vụ mâu thuẫn với con người này, họ đã treo vào nhà và họ đã dùng cái hung khí để đánh con ông bằng mát đó. Cho nên vì thấy con ông ngã trước mặt ông, cho nên ông đã có một cái thái độ dùng cái hung khí khác để đánh người này gây thương tích. Và tòa án đã có một phán quyết rằng người bố này đang trong một cái tình trạng, người ta bảo là của đau con sóc mà, thấy con mình dưới một cái hình thức gọi là khóc bảo vệ con mình, ôm lấy con mình và cứu lấy con mình bằng cái hình thức đánh cho cái người đó để giải vây. Ông đã bị kích động mạnh. Nếu như trong trường hợp người thanh niên, cái nạn nhân đó, họ không trèo vào nhà, họ không gây ra lỗi trước và họ không trèo vào nhà ông để mà họ gây ra thương tích cho con ông. Tôi nhớ cái vụ kiện đó thì tỷ lệ thương tật là khoảng hơn 40%. Thì trong cái điều luật, điều 135 là người nào gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà cái tỷ lệ tổn hại đó là 31-60% thì cái khung hình phạt gì đó. Ở đây tôi muốn phân tích cho quý vị và các bạn, không phải là tôi cổ suý cho hành vi cố ý gây thương tích, nhưng tôi muốn quý vị và các bạn phân tích giữa thế nào là hành vi cố ý gây thương tích và thế nào là hành vi cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động. Ngược lại, tôi cũng có một cái vụ kiện nó như thế này. Thì cái người cháu khi mà ông đi đến nhà người quen mình và thấy người cô của mình bị người khác đánh, ông chẳng biết đầu đuôi tai nheo gì hết. Thế là thấy cô ruột của mình bị đánh, thế là nhào vô. Ban đầu cái ý chí của ông bảo với tôi là ban đầu ông chỉ muốn can thôi, can để cho cái người đó, cái người mà gây, người thanh niên mà gây cho cô ruột của ông, để mà cô của ông giải thoát. Nhưng thực tế thì có cả một nhóm thanh niên để mà đánh tấn công ông, và ông dùng chính cái hung khí của cái người đó, của cái nhóm thanh niên đó để đánh lại và gây ra tổn thương cho một trong cái nhóm người đó.
và dẫn đến cái tỷ lệ thương tật gần 60%. Thưa quý vị và các bạn, một cái hành vi được quy định trong luật thì tôi cho rằng nó có rất là nhiều cái yếu tố. Cứ không phải cái hành vi này mà tỷ lệ thương tật bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ áp theo cái quy định là tội cố ý gây thương tích. Mà các cơ quan tiến hành tố tụng ở đây bao gồm cơ quan điều tra, xem coi cái hành vi, cái diễn biến, cái ý chí, cái hung khí, cái hoàn cảnh, cái động cơ phạm tội, để xem cái người này có thật sự là cố ý gây thương tích không. Một điều duy nhất thôi, cái ý chí họ có muốn gây thương tật cho cái người nạn nhân hay không. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ rằng là từ từ trong từng mỗi loại video ở trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những cái video mang thông điệp gần gũi nhất từng cái quy định của tội, và đặc biệt hôm nay thì tôi xin tóm lại cái quy định về tội cố ý gây thương tích, cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Về điều 135 của luật hình sự thì quy định như thế này: người nào cố ý gây thương tích cho người khác có tỷ lệ thương tật là trên 31% đến 60%, do hành vi trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân của người đó thì như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn muốn hiểu rõ thêm về cái điều luật thì quý vị và các bạn cũng có thể lên Google và search điều 135 của bộ luật hình sự năm có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018. Trong chương trình Chúng Ta Phải Biết Luật Ta hôm nay, tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn những cái thông điệp để quý vị và các bạn có người thân, người quen, bạn bè của mình rơi vào tình trạng đó thì quý vị và các bạn sẽ phân biệt được rằng đâu là tội cố ý thương tích và đâu là tội cố ý thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn và xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, an khang.